Từ nhiều tháng nay, Đại úy Nguyễn Thiên Vương, chủ nhiệm kỹ thuật Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 574, tích cực chuẩn bị các nội dung của hội thi chủ nhiệm kỹ thuật Sư đoàn Lữ đoàn Giỏi Toàn quân năm 2021. Nội dung thực hành báo cáo kế hoạch bảo đảm kỹ thuật cơ động lực lượng trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu được anh xác định là một trong những trọng tâm. Song hành với nhiệm vụ tham mưu, chỉ huy công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Lữ đoàn, anh tranh thủ thục luyện các nội dung chuẩn bị tốt nhất cho hội thi. Trong thời gian vừa qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu đã có nhiều cái chủ trương, biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao công tác kỹ thuật. Và trong toàn quân có rất nhiều cái mô hình hay và cách làm tốt về công tác này. Việc Tổng cục Kỹ thuật tổ chức hội thi này giúp cho chúng tôi là trau dồi, học hỏi để nâng cao công tác tham mưu kỹ thuật của đơn vị. Xác định công tác kỹ thuật là một trong những nội dung quan trọng bảo đảm cho lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác. Thời gian qua, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5 đã không ngừng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp, chính quy mẫu mực ngành kỹ thuật, thực hiện tốt cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông, nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên đột xuất của quân khu. Ngành kỹ thuật chúng tôi nhận thức rất là sâu sắc, có những cái giải pháp để nâng cao cái chất lượng về cái công tác kỹ thuật của đơn vị, như là nâng cao cái nhận thức, trách nhiệm của người chỉ huy quản lý kỹ thuật cho cái đội ngũ nhân viên kỹ thuật. Cái thứ hai là nâng cao cái năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật. Chúng tôi phải tổ chức huấn luyện thường xuyên. Cái thứ ba là phải đầu tư nâng cấp về cái cơ sở kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hội thi lần này tập trung 3 nội dung thi, đó là viết chuyên đề về giải pháp nâng cao chất lượng kỹ thuật tại đơn vị, thi nhận thức về điều lệ công tác, tham mưu kỹ thuật, các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của ngành kỹ thuật, những vấn đề mới qua hoạt động thực tiễn của đơn vị, thực hành xây dựng văn kiện trong bảo đảm kỹ thuật trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và báo cáo kế hoạch. Bám sát quy chế, kế hoạch hội thi, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tiến hành nhiều biện pháp kiểm tra trình độ, năng lực và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng. Chỉ huy các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp các đồng chí chủ nhiệm kỹ thuật tham gia hội thi đạt chất lượng tốt. Thì tham gia hội thi lần này là điều kiện tốt nhất để Lữ đoàn Thông tin 575 lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bảo đảm kỹ thuật. Vì vậy, ngay từ khi nhận được kế hoạch, chúng tôi đã tập trung vào việc là triệu tập và giao nhiệm vụ cho cán bộ tham gia hội thi. Tiến hành nghiên cứu kỹ các kế hoạch, nội dung, quy chế của hội thi. Tranh thủ ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng và cơ quan của Cục Kỹ thuật Quân khu. Thì đối với đơn vị thì cũng đã tạo điều kiện về nhân lực, vật lực cũng như là thời gian để cho cán bộ có điều kiện trong cái việc là thực hành và tiến hành thực hiện các nội dung để tham gia dự thi đạt được cái kết quả cao. Song hành với nhiệm vụ chính trị trung tâm, thời gian qua các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 5 cũng đã triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Việc tham gia hội thi lần này là điều kiện tốt nhất cho quân khu 5 nói riêng và toàn quân nói chung, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kỹ thuật. Từ thực tế công tác tham mưu, chỉ huy kỹ thuật cho các nhiệm vụ của đơn vị, đội ngũ chủ nhiệm kỹ thuật các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 5 sẽ tham gia hội thi với tinh thần giao lưu học hỏi và quyết tâm cao nhất.